Chào mừng tất cả các anh chị thành viên BNI Việt Nam. Tôi Hồ Quang Minh, Chủ tịch BNI Việt Nam. Giờ này tôi rất là háo hức trong chờ ngày hội ngộ đỉnh cao năm 2014 diễn ra tại thành phố biển Nha Trang ngày 1, ngày 2 tháng 8 năm 2014. Các anh chị thân mến, đến với hội ngộ đỉnh cao năm 2014 này, chúng ta có rất nhiều lựa chọn, nhưng chúng tôi đưa ra những mục tiêu cần đạt được của sự kiện này. Anh chị thân mến, đến với một sự kiện thì ai cũng mong mỏi gặp được một diễn giả hàng đầu thế giới để chia sẻ cho chúng ta những điều cốt lõi để chúng ta có điều gì đó mang về và hành động trong năm suốt một năm tới. Ngoài ra, doanh nhân cả nước đến với sự kiện này, đây là một cái cơ hội rất lớn để một người hâm nóng nuôi dưỡng các mối quan hệ mà từ lâu hay cả năm qua chúng ta chưa gặp lại nhau. Và cái mối quan hệ thì các anh chị đều biết trong BNI chúng ta cần phải nuôi dưỡng thường xuyên để xây dựng cái mối quan hệ mình bền chặt hơn. Việc kế tiếp là việc giao thương, xúc tiến thương mại. BNI Việt Nam năm nay chú trọng hàng đầu về chuyện giao thương. Giao thương này không dừng lại đến cái chuyện chúng ta qua email, qua điện thoại. Nhưng đến đây giao thương, chúng ta gặp gỡ nhau để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Tôi biết anh, tôi thích anh và tôi thực sự tin tưởng anh để chúng ta trao nhau cái cơ hội làm ăn, trao nhau cái gọi là cái hợp đồng hay là trao nhau về gọi là cái chuyện làm ăn lâu dài như là một đối tác chiến lược lâu dài của tất cả thành viên BNI với đầy tính cam kết. Ngoài ra các anh chị biết khi chúng ta đến đây rồi thì chúng ta còn được thể hiện được cái gala dinner. Nơi gala dinner thì chúng ta có một cái bản sắc của các chapter được thể hiện đầy đủ nhất để cho mọi người biết được về mình, về chapter của mình. Một cái thương hiệu của một chapter đẳng cấp, chúng ta được khẳng định vào một cái đêm gala rất tuyệt vời. Một cái đêm gala này không những công nhận mà chúng ta còn làm một cái đêm giải trí mang đến cho tất cả thành viên, một đồng đội của chúng ta trong những chapter cả khắp miền đất nước. Đặc biệt năm nay chúng ta chào đón 10 thành phố, tỉnh thành về đây. Mục tiêu cuối cùng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đang hào hức, mà không phải chúng ta không, mà gia đình chúng ta, đó là cho anh chị, những thành viên trong gia đình hoặc là những anh chị gọi là trong thành viên, chúng ta có một cái team building hẳn hoi. Đến nơi thành phố biển Nha Trang, tại sao chúng ta không tắm biển? Đến với Nha Trang, tại sao chúng ta không đi những cái cảnh đẹp mà chúng ta có những thuyền lướt sóng, hay là chúng ta có những cảnh đẹp mà tôi nghĩ rằng đây là cũng là nhiều gia đình rất ước muốn đến lần đầu hay lần thứ hai hay lần thứ ba hay là nhiều lần đến nữa, để chúng ta có một cái ngày nghỉ bên nhau với gia đình, chúng ta có một kỳ nghỉ team building với nhau giữa các thành viên trong chapter để chúng ta gắn chắc hơn và chúng ta yêu mến nhau hơn qua những giờ giải trí. Đó là những thông điệp mà tôi nghĩ rằng những điểm son cho cái kỳ hội ngộ đỉnh cao 2014 này. Chắc hẳn chúng ta mỗi người đi, khi đi về thì chúng ta có những điều lưu luyến và những hành động. Tôi mong rằng chúng ta, anh chị nuôi dưỡng và cố gắng đến, chúng ta hiện diện với nhau trong sự kiện này. Và để rồi chúng ta ra về với một kỷ niệm đẹp, những cái hành động thiết thực và công việc của anh chị phát triển trong năm tới. Chúc cho tất cả thành viên BNI Việt Nam chúng ta ngày càng thành công hơn, đầy năng lượng.